Lai cắt DC 93 đang chạy lên các bạn, 93 plus nha mọi người. Máy này thấy lạ lắm, nhưng mà giờ chưa quay các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Này tựa tựa cái 100 plus các bạn. Bên đây thì 70 plus new CV. Hai máy này chạy chung nha các bạn. DC 93 plus. Tấn Khoa nha. Hết bao và đang đợi chủ ruộng lấy bao các bạn. Đang cắt hiện tại ở đồng cờ đỏ nha. Rất nhiều máy luôn mà, nhưng mà nó hậu dài gì không nè. Bên kia thì ngay trung tâm thành phố luôn các bạn, thị trấn cờ đỏ. Bên kia thì đang vệ sinh máy nha các bạn. Này 70 plus new CV cũng Tấn Khoa. Quá cho bụi vậy. Hồi nãy máy đẹp. Máy nào cái còn thấy mới chắc luôn. Hàm 95 nha các bạn. Quá trời cái hàm bự à. Thôi kìa. Quá dữ chưa. Quá trời chạy luôn à. Coi nó bắn gươm nè các bạn. Quá mạnh. Cái hàm 95 mà chạy kiểu này thứ gì chịu nổi các bạn. Trời ơi trời ơi, nó bắn gươm kìa, cũng gươm rồi. Hù mịt luôn. Cái này cái hàm 95 này thôi. Quá thì chạy trong máy luôn mà chạy muốn nghe tiếng máy luôn. Xong biết là lát có xuống phà không, để lát nữa mình hỏi cho bạn. Con hàm chào bá luôn. Thì vệ sinh máy đằng xuống máy luôn các bạn ơi. Khói bụi. Thấy chát luôn. Cái thùng này cái giống cái thùng 70 nữa. Mà sơn lên màu cam luôn nha.
Sao mày không mấy dây chiếc hay mấy dây đôi gì à? Đây chiếc phụ rồi. Quá chạy nó kéo lên tem TC73. Quá đập các bạn. Thấy gọn. Ổ mự nữa mọi người. Dài. Trên tấn lúa chứ gì tấn mốt dữ lắm rồi. Trời mới mới ngồi mà. Bằng ơi làm YouTube lại đi cha đổ YouTube lên YouTube nó dài. Cái đây có đề được nữa đâu. Rồi, chuẩn bị kéo máy. Ai ba. Rồi. Không đi. Cái gì à ba ơi? Ông ấy đi rồi. Quen gì? Bị hư cục đệ là bệnh. Thế còn số. Đâu quá cà chung dây qua luôn trời. Quá hay trời. Quắn thì dây qua không đi chứ bộ. Đi bên nữa. Chạy. Rồi. 1 2 3 giật 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 giật. 2 3. Ngắt luôn. Nghe cái ẹt. Rồi. Đứt cái gì vậy? Còn xài không? Sáng thấy xài nhóc chân mà. Chai lớn. Trời ơi trời. Chai lớn hơn này. Rồi chưa? Người ta đứng nhìn nó lại. Số không biết đâu. Nhảy xuống rồi lên đó. Trời ơi, nó không biết gì nó cũng nhảy đó nó ngồi đó. Mặt chịu quá. Tốt luôn. Trời. Còn lúa nhóc hết trơn luôn rồi. Hai đồng lúa nhóc hết trơn luôn rồi. Còn mà sao mà nó không chịu chạy luôn rồi. Chạy rồi. Hồi nãy giờ là kéo xong luôn.